nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Tất cả đều là vị trí và Vít Phong bắt đầu bắn đầu, bị làm chậm và Cá Thân mất tốc biến đến nơi rồi. Tốc biến chạy đến thì Cá Thân lướt phong linh đến mạng dành cho ai đây? Một tiếng bấm đồng hồ trước mặt, một con rách quay tay và đó là mạng dành cho vị trí của Vít Phong Tuấn, mã sát đào. Pharan đang bận ăn cho mình con rồng với tố thứ ba và kiểm soát hết mục tiêu. Nhưng team thì bắt đầu fit rất nhiều ở khu cánh dưới rồi. Ngộ Không nhả phân bóng ra bộ đôi bên phía bên kia, đó là Pai cùng với Lucian đã quá yếu máu. Đã có những dấu ping rồi, đảo đạn đặt ra nhưng mà sát thương chưa đủ để dứt điểm bất kỳ ai cả. Chúa Tể đã xuống rồi, Chúa Tể không vừa dừng đã xuống rồi. Rách nhảy thẳng và sau đó thì rách hồi máu đắc thắng nhưng chết đó là lại chúa thằng Lucian. Trời ơi, tấu hài rồi, quát ra kill rồi. Quát ra kill không, quát ra kill và Penta hay không đầy. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Và khi Văn Tùng đăng nhập vào cái client này thì các bạn đã biết Văn Tùng sẽ chuẩn bị làm video clip gì rồi ha. Và vừa vào thì Pharan đã nhắn cho Văn Tùng rồi, không biết là nhắn cái gì, chắc lại giới thiệu game cho anh em thôi, không có gì cả. Vào đọc luôn, 22-8GE Very Depressing Game 16-12-10 Channel is a good non-master Z game 12-1 Kha'Zix Alright, just a standard storm. Ôi, vừa vào đã thấy giới thiệu hàng loạt game cho anh em xem rồi. Không biết là channel sắp tới là channel Văn Tùng hay channel Phát An nữa, nhưng mà miễn là anh em thích là được. Và channel và của ai cũng không quan tâm, miễn là anh em thích là Văn Tùng sẽ phục vụ. Và các bạn thì cũng đừng tiếc những lượt like, lượt subscribe để ủng hộ cho channel Văn Tùng cũng như ủng hộ cho cả Phát An trong cái series nữa. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn một trong ba game này để có thể cast cho các bạn xem là chúng ta sẽ có giáo án gì của Phát An trong ngày hôm nay nha anh em nha. Let's go. Ok, chúng ta sẽ cùng quay lại với những giáo án đến từ Pharan. Và ngày hôm nay thì Pharan sẽ giới thiệu cho chúng ta một game đấu, đó là game đấu Master Z đi rừng. Một game đấu mà các bạn đã được giới thiệu, đó là một cái đấy rất xanh nhưng mà lại là một game đấu depressing, tức là một game đấu rất là chán nản. Pharan thì đã có cho mình đó là bộ ngoại trang mới của Master Z. Một game đấu mà chắc là Pharan đã test skin mới của Master Z. Tất nhiên là con tướng này là con tướng mà Pharan đã rất là thành thục rồi. Và game đấu này chúng ta có rất nhiều những cái idol khác xuất hiện, phải để xem là game đấu sẽ diễn ra như thế nào anh em nha. Đây là một game đấu khác đến từ Pharan rồi, không cắm mắt về đổi máy quét anh em ạ. Thay vào đó là đi cướp rừng. Cắm mắt chờ đây từ chiều. Pai thì đang chắc là bấm B về để trở lại khu vực dưới thôi. Mid thì đang bắt đầu một tình huống va chạm nhẹ. Carthus skin nhìn cũng có vẻ là đẹp. Jack thì vẫn đang AFK. Có vẻ như 5 mét xong gặp Pharan thì Jack cũng cảm thấy hơi trầm cảm một chút, chắc là sợ bị out jungle rồi anh em ạ. Vừa vào rừng đã AFK này thì chấp à? Một tình huống quy đến từ Pharan để ăn xong cho mình con bùa xanh của Jack vẫn đang AFK. Ôi, lên khu vực bùa xanh ạ. Có cái nịt đi dừng cất ở một Jack nâng quy anh em à. Trời ơi, đi qua tầm nhìn rồi, cắm mắt cắm đầy đủ hết anh em ạ. Pharan trừng phạt lấy cho mình đó là con cóc và sau đó thì Jack đi ra cắm mắt không thấy bùa xanh đầu, cũng không thấy cóc đầu. My god, chấp này hơi sâu bạn ơi. Ở thanh for taking blue G. No problem bro, no problem. Pai đã móc trúng nhưng mà cấp độ 1 đến từ Lucian mà thôi. Pai thiếu đốt đánh tay. Ôi thì mệnh xạ thủ đánh xạ thủ, mệnh support đánh xạ thủ bên kia. Kết hợp thì kỳ cục vậy, hồi máu được dùng đến từ cả hai bên. Tốc biến bắn đến từ vị trí của Mid Fulton, móc ngược đối phương về cho đối phương bắn AD team mình. Jesus Christ. Vào cướp rừng của Pharan. Ui chiếu mới. Móc tốt đến từ vị trí của Pai và cướp rừng ngược trở lại đến từ Jack đã phải trả một giá đắt. Tốc biến. Nice, nice. Oh my god, thế này thì đỡ làm sao. Thở bạn ơi, thở đều bạn Jack ơi. Jack đã mất cho mình cả E và Q để ăn cho mình nó con bùa đỏ. Pha là đứng dình ở đây từ chiều, trừng phạt ấy. Chém liên tục đến cho Pha Đàn, xin nhá. Xin cảm ơn bạn nhá, thank you nhá. Thank you vì đã lead dùng con bùa đỏ nhá. Thú sát một cái khoản đến từ Pai và làm choáng xịt ở nhà, làm choáng chúng, móc ngược đối phương về. Và sau đó thì bị bắn rất rát bởi Mid Fulton cũng như là Luck. Và sau đó thì lên bảng đếm số chàng chừa. Bật máy quét đi nay tầm nhìn Lucian đứng click chuột phát. Cứu á! Cái gì vậy trời ơi! Bật cái quy mẹ cả đâu mà đánh gì, nó dính khoa ánh sáng. Ôi cái boss này, cái boss này không ổn rồi anh em à. Ô đường trên thì Mundo di chuyển lang thang ở sông, bị Pharan ganh rồi. Bỏ mẹ rồi, tốc biến chạy rồi. Cứu cứu cứu, Cá thớt đây. Đấy Cá thớt đây. Quy. Ngon ngon. Lượm xác. Một tiếng khóa tốt đến từ Luck và đứng dưới thì Pai đang mất máu chưa nhiều lắm. Không vấn đề gì cả, Mid Fulton thì vẫn chưa về. Jack thì đang chật vật ăn cho mình bạo quái rừng thứ 3, lại hồn ạ. 5 phút trời ăn được 3 bạo quái rừng. Pharan thì cướp thành công bãi cóc lần thứ 2, cắp mắt kiểm soát ở đây. Ra ăn cua trên, hợp lý chưa? Vòng rừng 2 cua cướp hết bùa. Zen các bạn ơi, Zen thật sự. Vừa vào đến nơi thấy cái hoa soi sáng cái là quay xe.
không dám ăn cả bãi sói anh em ạ. Tội thật sự ạ. 6 phút trôi qua được 3 bãi quái rừng và vẫn đang cấp độ 3. Trời ơi. Pharan thì chả sắp lên 6 đến nơi rồi anh em ạ. Và khu vực đứng dưới thì sao đấy? Silent Boy cộng với lại vị trí của Boot 1714 nó vẫn chưa nhận ra vấn đề ạ. Làm choáng đến từ rách chúng ạ. Bóc tốt cover và làm choáng ngược trở lại đến từ Pai dính khóa cả hai thằng. Người như cái nắp châm. Trời ơi. Jack vét được một mạng và Lucian chắc là cũng đi. Ồ, oh, chưa, sống. Jack di chuyển và ăn rồng thật. Mấy thằng này nó ác ôn thôi, ăn một bi thế, thật tôi bỏ mẹ rồi, rồng phà đau quá. Ồ, rồng, trừng phạt hay cái gì đi, bro. Midfortune vào tank. Vega di chuyển ra, phát ăn bật chiêu cuối thôi xong rồi, dịch chuyển được dùng đến từ ngộ không. Ôi, thôi hết rồi. Một thằng chết trước, rồng sau, người trước, rồng sau. Và thằng thứ hai có thể sẽ phải lên bảng, đó chính là Midfortune. Tốc biến còn tới 3 giây mới hồi. 3 giây nó có phải là khoảng thời gian hơi lâu đối với Midfortune thì phải. Chết luôn. Triple kill cho Pha sang đây. Quát ra kill luôn không. Ngộ không đã kép lấy Quát ra ở Pha Đàn rồi. Rồng cũng mất. Quát ra thì không cần nhưng mà Triple thì đã có dành cho Pha Đàn. Lucian đi đâu đây ông? Về bot farm ơi. Về bot farm đi. Về bot farm đi cái way kia. Đi đâu đấy? Đi cắm mắt cho Pha Đàn cướp rừng ạ. Cái đéo cho thằng Jack chơi game à. Trời ơi, ăn bãi chim cũng không xong. Trời, ăn bãi chim cũng ăn được mấy con nhỏ nhỏ. Về dưới bot mất 3 cái quay to tổ bố rồi. Em Jack lên đường trên ăn bùa xanh đã bị lộ vị trí rồi. Pharan đã biết vị trí của Jack đứng và vòng ra phía sau đến từ Lucian. Lucian né E thành công, dính E và đến từ Midfortune móc xịt, dính khóa ánh sáng. Và sau đó là một tiếng tốc biến lên làm choáng đến từ Pai, nó xịt. Tất cả mọi thứ đều xịt trừ quy của Pharan mà thôi. Pharan quy thẳng và chém thẳng AD bên phía bên kia dưới trụ và sau lên bảng mã sắt đào kéo thẻ công đối phương về. Một tiếng quy Lucian có mạng hy sinh đến đấy thôi nhắc đánh lính là cái gì. Công mẹ. Jack đang lên khu vực đứng trên, ngộ không bắt đầu xoay rồi. Mundo bật chiêu cuối phải là hơi trễ. Xoáy sát thương vẫn là chưa đủ tiếng ngộ không nhưng mà E cộng với quy thì sao? Đủ đam, Jack lên để vét mạng. Ngộ không đang là người bị tấn công và Jack bật E hơi trễ tốc biến làm choáng đến từ vị trí của Jack nó đã xịt rồi. Một tình huống mất cua trên là cái chắc Pharan đây đối phương ganh fail cặp mắt kiểm soát ra chưa bị lộ vị trí. Đứng đây chờ Jack từ chiều. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Vừa reset tiền đúng không bạn? Ngộ không bắt đầu làm mềm rồi, thôi xong rồi, thôi xong thằng Jack này rồi. Vào đây, mày vào đây, mày vào đây tao bảo. Mày vào đây tao bảo. Mày mới chat đâu nói cái gì? Vào đây. Vào ngay đây. Bật E hả bạn? Bật E đánh hạt thông nổ đi đâu đây? Đánh hạt thông nổ, đánh hạt thông nổ đi đâu đây? Khúc cầu hồn KS, khúc cầu hồn đến từ vị trí cao thớt dứt điểm thành công được Jack. Khu vực đứng dưới Lucian cũng đã tiện đà công tác có thêm một tình huống giết thêm cả Midfortune nữa. Và bây giờ sẽ là một tình huống chém luôn của Vega. Mày lang thang đi đâu lại KS. Tệ thật, Pharan thì tiếp tục farm tiền, không nâng đớp, không thèm nâng đớp, không gì cần phải nâng đớp cả anh em ạ. Thú săn mồi và đó là tiếng E, sau đó móc đến từ vị trí của Pai, móc chúng đánh tay và chiêu cuối hack tiền nhưng mà bị đồng hồ outplay và sau đó thì mất máu rất nhiều. Có hồi máu đến từ Lucian, Lucian E lên bắn và sát thương liệu có đủ hay không đây? Nó đã đủ rồi, nhưng sau đó Midfortune đang cần 2, móc tốt đến từ vị trí của Pai nhưng sau đó thì Midfortune vẫn bắn chết được Lucian và double kill cho Midfortune. Security up you đã có một tiếng cú double kill khi mà bộ đội dưới team Pharan quá gà. Tôi phải dùng từ là gà bởi vì bộ đôi đường dưới team Pharan đánh quá là tệ trong game này đi. Tiếp tục cướp rừng đến từ Pharan nhưng không còn rừng để cướp và quyết định đến từ Pharan sẽ là xuống đường dưới để ganh. Pai thì đang lang thang trong khu vực rừng không biết là làm cái gì cả. Xuống đây CC cho người ta chém cho. Thú săn màu được kích hoạt rồi. Đây. Làm choáng tốt đến từ vị trí của Pai, ép tốc biến nó móc tốt đến từ vị trí của... Không sao. Vẫn ok, Pharan ăn mạng là ok. Mạng vào tay ai chứ vào Pharan thì nó... rất ok anh em ạ. Bật chiêu cuối chém trừng phạt đỏ chém luôn thiêu đốt trổ luôn. Phong linh mà sống với chúng tôi à? Phong linh mà sống hả bạn? Ỉ y với phong linh một cái chết ạ. Jack đang quăng đi cướp rừng trong lúc đó thì đồng đội đã bị hấp diêm tại khu đường dưới chết cả hai rồi. Ngộ đường trên băng trụ lúc này nó quá mạo hiểm đi. Ngộ không còn W và còn sát thương trả lại với trụ nữa. Lucian cộng với Pharan đã ăn thành công cái trụ một khu đường dưới sau khi đã triệu hồi sứ giả. Hơi buồn một chút là Pharan hiện tại đã rớt xuống đó là rank bạc 4 rồi. Và các bạn biết là khi về bạc 4 thì cái độ ao trình nó khủng khiếp cỡ nào rồi đấy. Pai đi chuyển khu vực đứng giữa móc xịt. Ai à. Và sau đó thì tốc biến đến từ Pai được dùng và làm choáng đến từ Pai ép tốc biến từ vị trí của Vega và lại là một tiếng thiêu đốt nữa. Móc ngược về và cả thớt bắt đầu chấm bi rồi. Chấm bi đi bạn. Chấm đi bạn ơi, chấm xịt một chấm, đã chấm xịt chấm thứ hai, chấm xịt chấm thứ ba thì trùng. Pai chung cuối cũng tốt, đó là một mã hack tiền. Vừa đi vừa càn chân 4. Cứ giật giật càn chuột 3, càn chuột 4 như kiểu là win game đến nơi vậy. Pai đã có một tiếng làm tráng xịt móc cũng vào cái độ tại của Mundo và sau đó bị trả sát thương lại. Cá thân bắt đầu chấm đi đấy bạn. Chấm không đau lắm. Pharan ở phía sau, Pai tiếp tục gồng quy. Quy xịt rồi.
Ngộ Không cũng đang có mặt ở đây và Jack cũng đang có mặt ở đây. Tất cả đều ở vị trí rồi. Mid Fortune bắt đầu bắn đầu, bị làm chậm và Cá Thất mất tốc biến đến nơi rồi. Tốc biến chạy thì Cá Thất lướt phong linh đến mạng dành cho ai đây? Một tiếng bấm đồng hồ trước mặt một con Jack quay tay và đó là mạng dành cho vị trí của Mid Fortune mã shut down. Pharah đang bận ăn cho mình con rồng với tố thứ 3 và kiểm soát hết mục tiêu. Nhưng team thì bắt đầu feed rất nhiều ở khu cánh dưới rồi. Ngộ Không nhả phân bóng ra bộ đôi bên phía bên kia, đó là Pai cùng với Lucian đã quá yếu máu. Đã có những dấu ping rồi, đảo đạn đặt ra nhưng mà sát thương chưa đủ để dứt điểm bất kỳ ai cả. Chúa tể đã xuống rồi, chúa tể khu vực rừng đã xuống rồi. Jack nhảy thẳng và sau đó thì Jack hồi máu đắc thắng nhưng trên đó là lạy chúa thằng Lucian, trời ơi tấu hài rồi, quát ra kill rồi, quát ra kill không, quát ra kill và penta hay không đây, penta hay không đây, penta kill dành cho Pharan. Yeah, don't really regret. Không hối hận tí nào, cướp rừng đầu game không có hối hận tí nào. Bộ đôi này thì lúc đối phương đến số thì cũng đang tranh thủ ăn trụ nhưng mà sát thương yếu quá. Ô, Pharah. Chiến tích sự. Guy, damn it, god damn it. Chém nhầm vào cái e con Jack mấy hit anh em ạ. Thanh phò 1k, thanh phò 1000 tiền anh em ơi. I'm sorry, no problem, you need it. Cảm ơn mình 1000 tiền nhá, không có gì cả. Mày cần 1000 tiền đấy, tao nghĩ là mày cần 1000 tiền đấy. Cho mày 1000 tiền đấy. Chấp trước 1000 tiền đấy. Bài móc tốt nhưng mà đó là một tiếng bài chiêu cuối. Sau đó thì bị lắc outplay và lên bảng rất nhanh. Ngộ Không đi ra cũng chết chung chăng. Cái team này nó bị làm sao nhở? Lucian thì đang đẩy một mình đứng dưới và đánh không lại Vega anh em ạ. Lưỡi hái linh hồn thì có cả thú sát bồi đây. Bỏ mẹ Vega còn chiêu cuối thôi xong rồi. Trời ơi team kìa. Bốn thằng lăn ra chết anh em ạ. Khó hiểu. Ồ, Baron không. Chưa có hút máu anh em ơi. Chỉ là lòn qua cái lượng tầm nhìn đến từ đối phương. Lòn qua hàng tỷ con mắt ở đây để ganh con Dr. Mundo này anh em ạ. Mundo đã có trụ nhưng mà chưa có định dừng lại thì phải. Ngộ Không đi ra nhưng Ngộ Không không có chiêu cuối. Pharan bắt đầu kỳ vào chém với thiêu đốt. Còn thiêu đốt nhưng mà không cần thiêu đốt anh em ạ. Chém xương xương 3-4 đòn. Chết luôn cái Mundo tanh cờ bên kia. Uầy, ảo đam thật sự. Baron các bạn ơi. Đấy lại mid đánh nhau đấy, 2v3 nhiều khi thua đây này. 2v3 đó là tiếng làm choáng xịt. Mid Fortune outplay rất dễ và cùng phòng linh. Và đó là tiếng chết rất nhanh đến từ vị trí của Pai. Pharan vẫn đang ăn Baron và Ngộ Không cắm mắt các thứ. Sau đó thì chắc là Baron có đấy nhưng mà vẫn thua. Đủ mà ăn hết 3 dòng. Tìm tệ. Mà ăn hết 2 sứ giả, ăn hết 3 rồng, ăn luôn cả Baron. Bên kia ping chấm hỏi liên tục, không hiểu tại sao mất Baron. Thế mà team vẫn cứ lăn đầu ra feed được, rất khó hiểu. Pharan quy thẳng vào, dính bão đạn, một chém chết luôn. Lại hồi cho mình đó là quy xuống đã double kill và triple kill. Cá thất gầu khúc cổ tính KS anh em ạ. Nhưng mà con gì thì nó out dam quá rồi. Easy triple kill luôn. Mundo làm sao đây? Vừa chết đứng trên xong đi ra, chưa kịp ngó bãi chim đã chết thêm mạng nữa. Quát ra kill dành cho Pharan. Ô bạn ơi, đi đâu đây bạn ơi? Tính làm gì bạn ơi? Jack bắt đầu có định va chạm với Pharan và cái kết đó là một tiếng bị Cá Thớt bọc đầu và chấm bi liên tục đến từ Cá Thớt chúng. Chấm liên tục và quyết định đến từ Jack quay ngược trở lại. Và Jack làm choàng đối phương tốc biến sau đó thì... cái gì vậy các bạn ơi? Ui chết luôn. Có mỗi một mạng thôi mà tốc biến. Liếm đốt cái trụ ngoài cuối cùng lấy 6 trụ cái. Cá Thớt đã bị tấn công, bấm đồng hồ đấy làm choáng. Pharan quy thẳng và chém, một chém, hai chém. Dính khoái ánh sáng rồi bỏ mẹ rồi. Thôi. Móa đàm bị phô tụt to vai nổi anh em à. Và tốc biến qua đến từ Ngộ Không và thanh trừng làm chậm đến từ linh hồn rồng. Ngộ Không còn một lần R và một lần E nữa. E và R luôn bạn. Thôi về cũng được. E tạm thằng này R chạy R hết mẹ R rồi. Còn cái W chạy đi không? W sau chắc là cũng chết thôi. Lucian đang đẩy khu đứng giữa không ăn được ai cả. Team chết mẹ bốn mạng rồi. Pai vừa hồi sinh ra xong. Lucian bắn quy linh hồn rồng còn. Đánh tay sau đó thì E ra. Jack đang tiếp cận lướt trả sát thương. Lucian bắt đầu hit and run tốt. Pai ở phía sau móc trúng vào nội tại của Mundo làm choáng bồi và tốc biến thẳng vào làm choáng. Tốc biến chạy từ Lucian. Mundo phóng quy xịt. Lucian cộng với Pai đang cố gắng kết hợp. Quả ấn tí hơi đi vào lòng đất nhưng mà cũng được. Double kill cho Lucian. Cú double kill gọi là hiếm hoi mà Lucian có thể có. Và team Pharah vẫn đang dẫn trước với linh hồn rồng và 3k tiền. Nhưng 3k có vẻ hơi ít nhờ.
Sao tranh ít tiền quá ta, bên kia nó ăn lại trụ với à, nó ăn mã shut down nhiều quá nên là cũng gỡ được tương đối anh em ạ. Người ta trừng phạt người ta nhường đấy ông ơi, người ta tính toán cả, người ta trừng phạt người ta nhường lại cho ông đấy. Bây giờ người ta full đồ, người ta level 16 rồi, full đồ rồi còn cần cái gì nữa đâu. Oh, bật chiêu cuối chém luôn, mày vừa làm sao nhỉ, mày ý kiến hả mày? Ý kiến hả mày, ý kiến hả mày, ý kiến hả mày? Ồ, bắt giáp thiên thần rồi, bắt giáp thiên thần rồi, đúp. Còn chiêu cuối, cứu. Về anh em ơi. Má, Vega có lắc nhiều đam nhờ. Mất toi giáp thiên thần luôn ạ. Chắc tí phải đổi đồ anh em ơi. Tranh mạng không bao nhiêu, phát đàn ăn 18 mạng thì bên kia biết phát tuấn 19 mạng, bố đâu nữa. Ủa, Mid Fortune sắp vô cực rồi kìa. Mid Fortune 3k tiền đang đứng trong bể đá cổ, chắc là mua đồ rồi. Jack làm choáng, Lucian sắp đi rồi. Phong Linh quá trễ và lên bả. Mid Fortune vẫn đang đứng chờ anh em à. Vô cực đến nơi rồi anh em ơi. Ô, huyết kiếm à. Đắn đo suy nghĩ một hồi thì quyết định từ vị trí của Mid Fortune là mua huyết kiếm và sư mấy trăm tiền trên người nhưng không mua cái gì cả, không mua dược phẩm. Căng nhà, Mid Fortune này căng nhà. Bây giờ thì đó là một tiếng 3 vs 3 khu vực giữa Pai móc xịt mất nửa cây máu sau một tiếng bị trưởng lại bởi Lắc. Phát an lại solo Baron. Không trượt một mục tiêu nào. Trụ cũng ăn tương đối đấy ạ. 6 trụ trên bản đồ là phát an cũng ăn tương đối đấy anh em à. Rồng thì ăn hết rồi, Baron thì cũng liếm hết luôn. Mundo đi ra bị chấm bi làm chậm liên tục dính móc đến từ Pai bị làm choáng và sau đó thì Pai chết ở đây rồi. Phát an vẫn đang solo Baron nhưng tiết kiệm chiêu cuối này ăn hơi lâu. Vũ không kéo đối phương ra trừng phạt ăn Baron, lại là solo Baron và lại cân 5, 1 cân 5 bật. Có mẹ đó. Không có tốc biến, mạng thiếu đốt không có tốc biến ấy, cái bọn nó flash lên đùng. Team thì mệnh thằng nào thằng ấy chạy hết mẹ đâu nữa. Trời ơi, đánh cái team gì mà khó thế. Cầm 1.500 tiền và chuẩn bị mua dược phẩm rồi anh em ạ. Lên xuyên giáp đấm Mundo luôn. Lucian phong linh chạy đi bạn ơi, phong linh chạy này làm choáng đi. Bắn lại cả vào lính nữa. Ô, đổi được mạng hay rồi. Mundo cộng với cá thớt gìn giữ nhau tại búa xanh và đã có bùa dành cho vị trí của cá thớt. Ít nhất Lucian đổi mạng với con Jack để mở ra con rồng này cho tí phát đàn được. Phát đàn vẫn đang đếm số ạ, 4 đánh 5 ạ. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, ba thằng chú bé đần này thì chắc mất rồng ngàn tuổi quá. Xanh cũng là cái tội anh em ạ, mất tương đối nhiều thời gian đếm số cho cái tình huống này. Pai di chuyển ra bị phát hiện vị trí rồi. Có vào được hay không đây, mất rồng ngàn tuổi, coi chừng đi ra chết luôn. Ca thất, ổ rồng bonus tiến nữa. Ca thất bây giờ mới đi ra, quá trễ, mất rồng ngàn tuổi, ngang mạng hạ gục. Quánh như thế mà vẫn thua, quánh như thế mà vẫn không thể nào gánh nổi. Chịu cái team này luôn. Tiếp tục farm thêm lấy cái đồ chí mạng, lấy cái Dominic. Mời ép lên cái gì đó. Mid Fortune. Mid Fortune bán hết kiếm để lên cái bóng vuốt anh em ạ. Sợ phát an lắm, sợ bị sốc chết quá. Giáp thiên thần rồi cái bóng vuốt nữa, an toàn thực sự. Đây, đây, ngộ không lên đây bạn ơi. Ui, Jack thấy rồi, Jack thấy phát an rồi, Jack sợ rồi. Jack thấy phát an rồi như con gặp bố rồi. Cháu gặp ông nội luôn rồi. Rén liền. Nhưng mà nó còn rồng ngàn tuổi anh em ạ. Nó còn rồng ngàn tuổi. Đủ tiền chưa? Chưa, vẫn chưa đủ. Vẫn còn Baron nhưng mà chưa đẩy được anh em ơi. Top thì Mundo nó đẩy way to quá. Mid thì ok luôn này. Đẩy vào không? Chia hai lane ra đẩy anh em ạ. Có chừng con Lắc nó làm một cú đi luôn nhá. Lắc rồng ngàn tuổi nó làm một cú là cũng mệt đấy nha. Đang là một tiếng đẩy khu đường dưới đến từ team Phát An. Phát An di chuyển vào để có thể tìm kiếm ai đó. Và đó là một tiếng bật chiêu cuối. Phát An chém Mundo luôn.
tao chém mày luôn. Đã có đồ xin giáp rồi anh em ạ. Pai chiêu cuối lấy thêm một tí tiền hack. Rất dễ dàng với mạng hạ gục thứ 19 cho Fadan. Đứng dưới Lucian lướt phong linh chạy bạn ơi. Vega không vào đủ tầm để làm choáng. Fadan tiếp tục cướp rừng và đã có đủ tiền để nâng cấp đồ chí mạng. Nhưng mà chắc là cần thêm tí tiền mua dược phẩm và thứ nữa. Dược phẩm vừa được reset rồi. Lucian bắn rất đau và đó là một tiếng ngộ không ăn được cái mạng gục shutdown của Vega. Lốc tốt để cover khúc cầu hồn niệm lên rách. Còn đó là một tiếng một chấm máu bị dứt điểm và double kill dành cho vị trí của đời One Lin. Đúng là One Chao ngộ không có khác. Được bạn. Fadan về đóng luôn cho mình đó là cái Dominic rồi. Fuck Lucian. Lucian quá cơ động và rách đã có những tình huống chat ôn chửi nhau với Lucian. Lucian dính rất nhiều sát thương từ lắc và suýt chút nữa là phải lên bà. Nhưng mà đã dòng ngàn tuổi các thành viên team 1 chưa tận dụng được. He he he. What? Lướt phong linh lên bắn đến từ vị trí của vị trí Mid Fountain và sau đó là giết luôn. Ảo đam thế nhờ. Chật vật mới ăn được double kill cho ngộ không. Bây giờ Mid Fountain ăn cú double kill dễ như kiểu ăn bánh vậy. Ui ôi, về về ông ơi, về ông ơi, về ông ơi. Bên kia đã có những dấu ping, Jack đã côn. Close. Jack đã ping tấn công vào trụ 3 không đứng giữa đối phương. Tôi không hiểu lý do tại sao Jack lại côn như vậy nữa. Có vẻ như thấy ăn được cú double kill này thì có lẽ sẽ đẩy thẳng đến trụ mid được. Mà đâu dễ thế, khoảng phát ăn mà. Đang đứng rình Vega, bên kia ôn mid thật rồi. Rách côn đồng đội ôn mít sau đó thì mình đi vào rừng. Rất khó hiểu. Fadan chờ xem có ai đi ngang qua đây không nhưng có vẻ là không. Vega đã bỏ chạy về khu vực đứng giữa rồi. Fadan quyết định bấm B về để defend bên kia ôn mít. Mundo đẩy thẳng vào trụ 3 như chỗ không người bắt đầu đấm trụ rồi. Không lấy được nội tại của Mundo nữa hai thanh niên này. Qua tệ thì vài tốc biến chạy và dính phi dao và sau lên bảng Legendary dành cho vị trí của Security of You. Ngộ không quay người trở lại chấm bi nên cá thân là khá thốn. Mundo bật chiêu cuối hồi máu khá nhiều. Fadan đấy bắt đầu chém một mạng dành cho Fadan. Thằng tiếp theo thiêu đốt thẳng vào chém nhưng mà chưa kịp chém thì đã bị Mid Fountain bắn bật ngửa mất rồi. Đồ đấy hơi kém chống chịu một chút và lên bảng đếm số rất nhanh. Mất Fadan bên kia có thể thừa thắng xông lên với tư thế là 4-3. Lucian xuất hiện, ngộ không thì còn chiêu cuối đang tiết kiệm chiêu cuối lại. Bên kia có khá là nhiều thương binh bệnh binh rồi. Đó là một con Vega cực kỳ yếu, lướt phong linh lên dứt điểm xạ thủ đối phương đến từ vị trí của Security of You. Bắn ra đam thật sự anh em ạ. Thì Fadan cứ từng người ra chết thế này, Lucian chết chay ạ. Còn không gỡ được cái gì cả. Tệ quá đi thôi. Hơi khó defend rồi. Trụ bonus tiền, đây là trụ 3 bonus tiền cho team của Fadan anh em. À nhầm, cho team của đối phương anh em. Fadan đang trên bảng đếm số và Pai đi ra móc. Móc xịt, phát tốc biến vào xoáy đến từ ngộ không và cá thất tốc biến lên chấm bi. Phía sau thì Jack đã có thiếu solo kỳ bão đạn đặt lại đẹp và chết hết cả team rồi. Khúc cầu hồn còn đi niệm đấy. Bấm cái đồng hồ quá sớm. Bật ra thiên thần của Mid Fountain rồi, double kill dành cho vị trí cá thất với khúc cầu hồn vừa rồi. Lắc cao tiếng bấm đồng hồ quá sớm và lên bảng nhưng mà team thì vẫn đang còn đủ người để ăn Baron. Bây giờ 3 người ra ăn Baron là dư rồi. Chỉ có điều là bên kia vẫn còn Fadan. Mục tiêu là I hate winning. Ơ kìa. I hate winning là sao? Đặt kèo à? Cá độ à? Bán độ à anh em? Baron vẫn còn ở đó và Fadan biết là đối phương chưa dám ăn nên là đi ăn bố xanh cái đã. Rồng ngàn tuổi 2 ngon hơn anh em ạ. 28 giây rồng ngàn tuổi 2. Ừ, mục tiêu này có vẻ là value hơn cả con Baron đấy anh em ơi. Ăn sạch rừng đã. Dược phẩm các thứ sẵn sàng hết rồi. Mundo di chuyển ra đây hộ cái bạn ơi. Nhanh hộ cái bạn ơi. Mày. Úi dồi, ba chém mưa kiếm là chết, không nói nhiều. Bây giờ thì team đang ping Baron nhưng Fadan clear cái Megamid cái đã. Quyết định đến Fadan là solo luôn con rồng ngàn tuổi. Bên kia đang có ý định ra ăn Baron thì phải. Rồng ngàn tuổi value hơn. Solo luôn. Kéo rồng ra, ui biết chơi thế, kéo rồng ra luôn ạ. Jack phát hiện Pai đang người bị tấn công nhưng Fadan đang chém con rồng rất phũ rồi. Jack không có trừng phạt, Jack trừng phạt đâu rồi ông? Ăn với tốc độ rất nhanh và rồng ngàn tuổi dành cho team của Fadan. Đó là một con rồng ngàn tuổi giá trị. Nhưng mà thằng cá thớt thì bị... đồng hồ, về ông ơi. Bão đạn đẹp, Fadan chém chết một thằng bị bão đạn gây rất nhiều sát thương, lướt phong linh rất để Fadan. Phía bên kia thì Pai đã chết như mọi khi. Khúc cầu hồn sát thương là chưa đủ nhiều, ngộ không bị làm chậm và chưa tiếp cận được. Jack đang ở phía sau, có định vòng ra phía sau, ngộ không còn chiêu cuối, ngộ không bị nện rồi. Ngộ không nhả phân bóng của mình ra, xoáy luôn bạn ơi, xoáy mày luôn, rồng ngàn tuổi phá chết luôn. Không trượt một mục tiêu nào anh em ạ. Fuck spawned back.
Only because I killed the Vega. If I didn't, I would be where Vega would be. And out of MF Unty. Nói chung là Phát An cũng đã gọi là có những tình huống outplay. Nhưng mà hơi đen thôi, Big Fountain đam to quá. Bên này thì đó là một tiếng Lucian lại đang gặp nguy hiểm. Lướt phong linh chạy bị Mundo đấm liên tục. Còn dòng ngàn tuổi nhưng sắp thật là quá ít. Đồ quá ít và tiếp tục lại là Legendary cho vị trí Big Fountain. Nãy giờ vẫn chưa chết là hồi cả giác thiên thần rồi đến nơi rồi này. Cá thơ thì đang cướp màu xanh, giờ này có đi cướp màu xanh. Câu giờ đi. Cầm mẹ đó. 1 bi, 2 bi, 3 bi. Ây da, cái bi cuối trượt đã. Ây, đèn thế, bài vét mạng bạn ơi. Không được rồi, Big Fountain này nó hút máu lại hết. Nó có nó hết kiếm rồi anh em ạ. Bán giáp thiên thần lấy hết kiếm rồi anh em ơi. Hút máu lại phun cây rồi, nhưng Phát An ra rồi. Phát An đã đổi đồ thành cái gươm suy vong. Bỏ lưỡi hai linh hồn lên suy vong và chuẩn bị cướp Baron cho bạn xem. Bật chiêu cuối lên, lắc có quy đấy nha. Mất bá đã có Baron rồi anh em à. Thôi xong Vega nó trưởng phát chết luôn con bài. Ây da. Ôi nãy giờ nó có bon nốt tiền liên tục ạ. Mẹ tranh còn có 1000 tiền mà cứ bon nốt tiền thôi. Mục tiêu nó bị làm sao à? Damn suck to be gì ạ. Chắc phải mua khăn để thuật hay là sao đấy anh em à. Mất một con Baron thời điểm này nó hơi hại. Còn đúng một bộ lợi rồng ngàn tuổi. Ngộ không quay ngược trở lại. Đấm luôn Big Fountain như 1 vs 1. Có vẻ như Ngộ không không có đam rồi. Khúc cầu hồn niệm lên cũng không có nhiều đam lắm. Không giết được ai. Ai à, ai à, bên kia e thật hả các bạn. Thôi từ từ thôi, từ từ thôi. Giờ thật mình ra để có thể bết chiêu và bết thành công nhưng cũng chết luôn. Phát An vẫn còn tới mười mấy giây nữa. Bên kia nhiều người yếu máu, đó là tiếng bấm đồng hồ để tiền lắc. Lucian lướt ra không nổi và Ngộ không bị làm choáng. Sau đó thì mất máu rất nhiều và Phát An đang chuẩn bị sống dậy. Pai di chuyển ra tốc biến lên E. Một mạng rồi cho Pai công kênh tới chiêu cuối thôi. Giờ E đâu mà ra nữa. Tàng hình một chút đến từ Dark Tower và sau lên bảng. Phát An bắn thẳng vào chém luôn. Chém thằng nào đây. Quá đàn to thế nhờ. Thôi về đi nghe Phát An ơi. Còn mẹ nó thử biết Phát An không mất máu anh em ạ. Oh my god. Damn suck to be told you would be regret. Bro, nó phá nhà, nó phá nhà, cái Phát An chém bị làm choáng, ấy à. Thank for the win, G. Thank my fucking team, holy fuck. Cảm ơn đồng đội của tao ấy, cảm ơn tao còn khỏe. Cảm ơn mấy thằng đồng đội ốc chó của tao kiểu cái gì mà 27, 74 ấy. Đánh gì tệ vậy. Một game đánh như thế vẫn không gánh nổi game ạ. Chán thật sự. Ao chỉnh cái thằng rừng bạc 4 bên kia rồi. Nhưng mà team thì nát quá. Này bảo sao không phải là depressing game anh em à. Ok, đây là một game đấu trong hành trình leo rank ở tại rank bạc của Phát An. Và hy vọng là Phát An sẽ không bị tụt xuống đồng. Xuống bạc 4 là cũng tiệm cận đồng 1 rồi. Nhưng mà tôi hy vọng là với cái khả năng ao chỉnh của Phát An thì Phát An sẽ không bị rớt xuống đồng lại anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn vào các cái video clip tiếp theo của Văn Tùng. Và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng cũng như Phát An nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo. Bye bye.